Thay mặt cho anh em Lạc Sơn Family, bé Cường xin có vài lời gửi tới chó tên Tùng. Nghe nhá. Đấy, bắt đài thôi. Nghe bằng tốt phim lắm. Trời đất hoa, vạn vật sinh sôi. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Khánh, bật lên đi. Hát hay thế mà lại tắt đi à? Vâng.